Chào mọi người nha, hôm nay buổi sáng mình có dịp cùng với ông anh đi xuống ăn hủ tiếu Sao Dương với các bạn nè ha. Đây buổi sáng nha. Đây thì bây giờ mình sẽ quay tìm hủ tiếu cho mọi người xem ha. Dạ đây, đây là mì. Tô mì của em bé nào. Ủa không có thịt hả? Không ăn đũa hả? Chỉ cái ăn. Cái ăn muỗng hả? Đây là tô mì của em bé nè. Ăn giỏi đi, mà cho nước sầm. Cho kia chứ. Kia ăn chứ. Kia ăn mì không mà nó mê mẩn hủ tiếu Sao Dương. Sáng mình có dịp mình đi sáng kia hủ tiếu Sao Dương với anh Cường nha. Kia xem cái tô hủ tiếu Sao Dương này có gì mà rất là đắt, rất là đắt với các bạn. Mọi người sáng rất là nhiều ở đây nha. Thì mang lại cho mình quen nước hả? Quên Phương khô không? Khô là có chén nước gì hả Phương? Hủ tiếu khô rửa và cả nhà cũng thưởng thức nha. Đây chanh. Ơi nãy quên. Giá quá hấp dẫn nè. Dạ. Quên hấp dẫn. Chén nước sốc nè. Hủ tiếu Sao Dương. Hủ tiếu khô. Cái này hết sườn. Hết sườn hả? Cho vô miếng nước tương. Mình anh Phương chắc ăn hai tô quá. Tô hấp dẫn quá. Đây mời mọi người cùng thưởng thức nha. Đây mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Ủa vừa ăn không anh chan nước tương vô dữ vậy? Hủ tiếu khô mọi người, ở đây mình muốn ăn hủ tiếu khô, ăn hủ tiếu. Ủa cô thằng kia sao nãy không xin cho nó miếng thịt? Hấp dẫn quá. Đây mời cả nhà cùng thưởng thức. Ngon quá. Nước rất là vừa ăn luôn á. Cái này có bánh hủ tiếu nè. Giá nè. Sao hủ tiếu nó nhỏ. Hay hồi đi về em chỉ anh mua cho hủ tiếu chỗ này rất là ngon luôn. Về nhà nấu ăn bao đã luôn á. Nguyên chất nha. Không thèn thè, không quá chất luôn á. Nhưng mà cộng hủ tiếu nó không bị chua giống như Trang vậy nè. Em biết chỗ bán tại lò luôn. Quá ngon. Đây bánh hủ tiếu ở đây là người ta làm bằng cái cọng nhỏ xíu như thế này nè. Ăn rất là ngon nha mọi người. Không có ngán hơn. Nhìn thấy rất là đã hơn. Đây. Đây có mấy miếng thịt rồi. Tại vì hôm nay là hết xương rồi ha. Mình đi trễ gần 9 giờ. Giá thịt. Có thịt bằm nữa nè. Chờ khía. Ngon không? Ngon kia. Chế mấy súp của anh Phương. Thì hủ tiếu Sao Dương này thì mình thấy còn nước lèo ăn rất là ngon chứ mọi người, rất là vừa ăn luôn. Phía nó cũng rất là thích ăn luôn rồi, nó là em bé nhưng mà nó ăn hủ tiếu thôi, hủ tiếu mì thôi, nó không quan tâm nữa. Nếu mọi người có dịp mà đi ngang cái bè, đi về cái bè mà phải được người thấy giá của này thử xin cảm nhận nó giống mình không? Đây của anh Khía, nó thích ăn thêm mà tương thịt. Giá mà, có miếng giá nhỉ. Tiệm này đông ghê luôn đó mọi người. Quá trời tan. Đây buổi sáng
đi ăn hủ tiếu sao dư. Đây là cái mặt trước ha, quán rất là đông luôn á. Này đi với anh Phương. Hủ tiếu sao dương.